Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 1-10 đột bất chấp với cái dàn đồ chơi hơn cả trăm cũ. Cái chiếc Sonic 1-10 thuộc phân khúc là hai bên bồn 150 giây. Nếu so mặt thiết kế thì một số này cạnh tranh trực tiếp có thủ là Sacha Raider. Hãy cùng chúng tôi soi chi tiết Honda Sonic đột ấn tượng với cái dàn chân Rainbow ước tính hơn 30 triệu đồng với hàng loạt phụ tùng là cực kỳ chất lượng. Khoác trên mình một dàn áo là full đen hoàn toàn từ trên xuống dưới, lấy điểm nhấn là bộ tem đỏ phong cách của phiên bản Racing vô cùng hot hiện nay. Đi cùng với đó là vài điểm nhấn nhỏ trong cái dàn ống nước Samco Sport của bộ Titan và những chi tiết nhỏ tạo nên cái màu sắc chạy máy. Cho được trang bị cho mình một cây trợ lực Matrix với hàng chỉnh là 70mm, đi cùng với 16 nấc chỉnh nặng nhẹ để giúp chủ xe kiểm soát tốt hơn phần đầu, ít bị sàn lắc về độ cao. Khi đông trở nên sáng hơn nhờ vào những chốt phi nằm và những con tem Titan vô cùng bắt. Hai bên sổ cho mình cái cụm công tắc Domino làm tăng thêm cái độ thẩm mỹ cho máy. Cái dàn chân ứng dụng dầu heo được bám mắt dầu CNC kết nối cùng heo dầu Rainbow của Bix đối xứng, đem một lực phanh rất mạnh so với heo zin một bit. Sử dụng trên mình cái đĩa của Rainbow SBK làm một cái đất lòng và canh chỉnh lực cực kỳ nhiều để không bị cả cấn trong quá trình vận hành. Cái dàn chân sau hữu cho mình cái đĩa của Rainbow Motoba 220mm kết hợp cùng heo dọc Rainbow 4bit 24 với cấu tạo là 4bit đối xứng sổ trên mình với mức giá hơn là 1000 USD. Mẫu heo này vẫn còn rất khác lạ so với anh em chơi xe ở Việt Nam. Một điểm nhấn lợi hại là cái bên đạp Tristip mà không cần một cái bên đạp nào hiện nay có được, đó chính là vị trí cái lỗ bắt ốc có thể di chuyển lên xuống phù hợp với kích thước của mỗi chiếc xe nên rất là tiện lợi trong quá trình dùng, không cần phải chế là cái phát rất là phiền phức mà đảm bảo được độ thẩm mỹ cũng như phần hiệu năng sử dụng. Cuối cùng là những góc ảnh của một Nitin bình dầu rời, một dòng sản phẩm đến từ Anh Quốc. Đây là một phụ kiện dành riêng cho những chiếc xe phân khối nhỏ muốn tạo có sự đẳng cấp, hoàn toàn không được trang bị thêm bất kỳ phiên bản nào của xe thương mại. Và giá của chiếc Sonic 1-5R 2.9 được cập nhật trong tháng 4 rơi vào khoảng là hơn 60 triệu đồng. Mức giá này đi lên xuống còn tùy thuộc vào từng màu sắc của xe. Giá trên bao gồm cái thuế ra biển số theo từng khu vực vùng miền. XT10 độ một cái dàn Optin đỉnh không cần chỉnh. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một cái chiếc XT10 thuộc sở một các bạn tên là Hồ Tuấn, được chọn lại toàn diện bên ngoài, phong cách và di chuyển tạo ra một cái sự tinh tế với hàng tá đồ chơi thương hiệu nổi tiếng như là Hollin, Rainbow, Raceboy. Món đồ chơi đầu tiên mình muốn đề cập đó chính là một cái bộ đồng hồ Casio được sản xuất cho cái chiếc XT10 sử dụng, kết hợp cùng ở giữa là nóc và LCD, đem lại cái sự hài hòa cân đối và nét đẹp cổ điển, cái sự hiện đại cho chiếc xe của bạn. Cái dùng trên mình cái đèn pha LED 2 tầng thì của Sinfast, có thiết kế phần cứng tự như cái đèn pha zin của cái chiếc Xster. Chỉ khác công nghệ bên trong sử dụng bóng LED trắng cho ánh sáng mạnh hơn, nhưng lượng điện vẫn ổn định, không làm chói mắt người đối diện. Cái dùng trên mình cái cụm năng của Rainbow Asset đem lại khả năng là giảm tốc cho bánh trước nhẹ nhàng hơn, êm ái. Với cái cấu tạo piston lớn trong cái mẫu tay này có thể cùng lúc tải được cả hai heo dầu vẫn không hề hấn gì. Bên cạnh là cụm tăng tốc Domino đèn kết hợp cùng ống ga CNC để cút ngắn hành trình cho chiếc xe cho bạn nhanh hơn. Cái dụng trên mình Taycan TFM phiên bản 2007 do Domino Ý sản xuất, dành cho những dòng xe dùng con tay và có mức giá dưới 3 triệu đồng. Nay những cái mẫu này mức giá cũng tương đối là chấp nhận được và được trang bị rất nhiều trên những dòng tay ga và được anh em chơi xe trong nước là đón nhận nồng nhiệt. Hệ thống phanh bánh trước sau cùng được trang bị cái heo dầu Rainbow lục lớn hai bên đối xứng, cái màu vàng đồng không chỉ giúp cho dàn chân thêm chút lung linh mà còn cho cái lực phanh mạnh hơn. Nếu dùng cái heo dầu Rainbow dành cho cái bánh căm thì anh em buộc lòng phải rút căm trong ra để không bị cả cấn do cái mặt sau của heo dầu là quá lớn. Thừa hưởng một bộ lốc máy trong suốt từ Raceboy, mô phỏng cái công nghệ nồi khô của Ducati. Cuối cùng, hệ thống chơi sử dụng cho mình là một Hollin bình dầu rời đến từ Thụy Điển, được nghiên cứu sản xuất dành riêng cho cái chiếc XT10 sử dụng,
với cái tổng chiều cao là 208 mm, hơn 3 phân sông xiêm, đem lại khả năng giảm sốc êm ái, chịu tải tốt hơn, đặc biệt là chống cái tình trạng sàn lấp khi vào cua. Và giá của chiếc Exeter 150/2009 hiện nay rơi vào tầm là 47 triệu đồng, mức giá chưa gồm cái thuế ra biển số. Cảm ơn các bạn hãy giờ đích này để chi tiết, nhớ like, subscribe.